Roman Super Broly vừa có trailer thứ hai cho thấy những hình ảnh trong quá khứ liên quan đến người Saiyan và việc hành tinh Vegeta bị Frieza phá hủy. Bộ phim chắc chắn sẽ tiết lộ rất nhiều chi tiết mà trước đây chúng ta chưa biết cũng như chưa được xác thực trong phim. Một chi tiết chính đó là chi tiết câu chuyện của Broly được kết nối với nhân vật phản diện nổi tiếng của Dragon Ball, đó chính là Đại vương Frieza. Một bản tóm tắt mới nhất cho Roman Super, Broly đã được tiết lộ ngay trên một trang web quảng bá phim của Colombia đã tiết lộ về câu chuyện của bộ phim. Bản tóm tắt này chưa được xác nhận và có thể không hoàn chỉnh, nhưng nếu bản tóm tắt này là chính xác thì sẽ mang đến cho chúng ta cái nhìn cụ thể nhất về cốt truyện của bộ phim cho đến nay. Hãy đến với bản spoiler này nhé. 41 năm về trước, vua của hành tinh Vegeta đã có một đứa trẻ, người được biết tới là hoàng tử Saiyan nổi tiếng Vegeta, người luôn tự hào về sức mạnh và kỹ năng chiến đấu bẩm sinh của mình. Cùng lúc này, cánh tay phải của đội quân hoàng gia là Baragus cũng nhận được niềm vui khi đứa con của mình là Broly ra đời, người có tiềm năng thậm chí còn vượt qua cả hoàng tử Vegeta. Ghen tị về điều này, vua của Vegeta đã gửi đứa bé Broly đến một hành tinh xa xôi và tối tăm trong một buồng không gian nhỏ. Baragus đã rất tức giận và phản bội lại King Vegeta để đi tìm kiếm đứa con trai yêu quý của mình và đã may mắn tìm thấy trên một hành tinh bão tố. Ông tuyệt vọng khi lạc đường về nhà do việc hạ cánh đã phá hủy con tàu của mình. Hiện giờ trên trái đất, 6 viên ngọc rồng đã bị đánh cắp trong phòng nghiên cứu của Bulma bởi Frieza để thực hiện tham vọng của hắn. Trong khi đó, tàu tuần tra của quân đội Frieza đã tình cờ tìm thấy cha con Baragus ở rìa thiên hà và đưa họ trở về hành tinh Frieza nhằm xây dựng quân đội mạnh hơn. Ngạc nhiên bởi sức mạnh chiến đấu và việc luyện tập của Broly, Frieza đã gửi Baragus đi tới cực bắc lạnh giá, nơi phát hiện ra viên ngọc rồng cuối cùng. Goku và Vegeta đã vội vã tới vùng đất băng giá này để lấy lại những viên ngọc rồng đã bị mất. Đối mặt với kẻ thù truyền kiếp, Frieza và một Broly đáng gờm, trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu. Nhưng sức mạnh áp đảo của Broly mạnh mẽ dần lên trong trận chiến, Goku và Vegeta cảm thấy bắt buộc phải phòng thủ. Kịch bản tóm tắt này đã được chúng ta biết được cơ bản từ lâu khi theo dõi kể từ khi hình ảnh quảng cáo đầu tiên về Broly mặc áo giáp của quân đội Frieza bắt đầu bị rò rỉ. Các điểm kết nối nhân vật ở đây được giải thích lý do tại sao Broly nhắm mục tiêu cụ thể đến Vegeta trong lần chạm trán ở Bắc Cực, bởi vì Baragus muốn trả thù vua Vegeta và thực tế là các nhân vật mới là Lemo và Chi-Lai là những người trực tiếp tuyển dụng đội quân Frieza, là những người đã phát hiện ra Broly và Baragus, đồng thời đưa họ đến với Frieza. Tuy nhiên, có một câu hỏi lớn trong tất cả những việc này, đó là cách tiếp cận Broly. Có vẻ như Frieza đang nghịch dại chơi đùa với hổ, như trong cảnh quay trailer đã có cảnh Broly đang nghiêm túc cố gắng đánh bại Frieza, nhưng dường như đây là cảnh Frieza đang trong quá trình khám phá và kiểm tra sức mạnh của Broly trong lần đầu tiên gặp gỡ. Ngoài ra, Roman Super Broly cũng đã tiết lộ danh tính bí ẩn của người Saiyan trong trailer. Roman Super Broly đã có rất nhiều nhân vật mới sẽ được ra mắt và hiện nay càng gần ngày ra mắt bộ phim thì chúng ta càng có nhiều chi tiết mới quảng cáo cho bộ phim qua cốt truyện và các nhân vật. Bây giờ, nhờ vào một quảng cáo mới, chúng ta có thể làm sáng tỏ một bí ẩn từ Roman Super trước đó. Trong trailer thì Saiyan bí ẩn đó là ai? Trong bản tóm tắt, rõ ràng Baragus là cố vấn quân sự là cánh tay phải của vua Vegeta, nhưng hai người đã xảy ra xung đột khi vua Vegeta gửi Broly đi khỏi hành tinh Vegeta sau khi phát hiện ra rằng con trai của Baragus có tiềm năng năng lượng cao hơn con trai của mình. Baragus thề sẽ trả thù và rời khỏi hành tinh Vegeta, cố gắng tìm lấy Broly trên khắp vũ trụ. Khi Baragus cuối cùng đã tìm được con trai mình trên hành tinh Vampa, chúng ta biết rằng Baragus sẽ có một người Saiyan trợ giúp trong nhiệm vụ của mình. Theo những tiết lộ từ Twitter thì nhân vật Saiyan này có tên là Beat. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là một nhân vật phụ, bởi vì theo các bản spoiler thì nhân vật này không đóng góp thêm vào các chi tiết chính. Vậy là chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa là bộ phim sẽ được công chiếu, và trong khoảng thời gian này đừng quên ngày 28 tháng 10 sẽ chiếu tập 5 bộ phim Super Dragon Hero nhé.